Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta, ai cũng muốn được sống, học tập và làm việc trong môi trường xanh, sạch, đẹp. Vì vậy, cùng với việc tuyên truyền cho người lớn thì giáo dục cho trẻ em ý thức bảo vệ môi trường, hiểu được tác hại của các hành vi gây nguy hại đến môi trường cũng là việc làm thiết thực, giúp trẻ hình thành ý thức gìn giữ môi trường từ bé. Vừa qua, Khoa Giáo dục Nghệ thuật Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Green Việt tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt dành cho thiếu nhi. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức về thiên nhiên và nghệ thuật, giữa việc tuyên truyền kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên và truyền cảm hứng tình yêu âm nhạc, nghệ thuật thông qua các sản phẩm âm nhạc, kịch nghệ như vũ điệu Chà Vá Chân Thâu, vỡ kịch Vọt Ơi. Với những cách truyền tải mới mẻ và sinh động, chương trình đã thu hút rất nhiều các bạn nhỏ tham gia. Trong thời gian đến, các thành viên của chương trình sẽ bắt đầu hoạt động vọt đến trường tại các trường học trên địa bàn thành phố để giáo dục tình yêu thiên nhiên cho các em. Cái thông điệp của Green Việt đó là bảo vệ động vật hoang dã như là Chà Vá Chân Thâu và bảo vệ môi trường, và làm sao để lan tỏa được thông điệp này cho càng nhiều người biết càng tốt. Mà đặc biệt là theo tôi nghĩ là nếu cái thông điệp này đi đến cho các bạn càng nhỏ càng tốt, thì tại vì cái mảnh đất này là của các bạn. Cho nên để cho các bạn hiểu được cái giá trị của cái mảnh đất này và hiểu được cái giá trị của môi trường như thế nào, thì các bạn sẽ yêu quý và sẽ trân trọng tất cả những cái mà các bạn đang có hiện nay. Nhằm lan tỏa lối sống thân thiện với thiên nhiên thông qua hoạt động học tập, khám phá và trải nghiệm tự nhiên, Trung tâm Giáo dục Trải nghiệm Thiên nhiên Naturedance thường xuyên nhận và hướng dẫn các đoàn khách nhí đến tham quan. Đây là dạng cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Các bạn nhỏ có thể tìm hiểu về động thực vật ở sân trà thông qua hình ảnh, trò chơi và các mô hình đổi dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên. Với nhiều hoạt động hấp dẫn, đồ tranh động vật, làm mặt nạ động vật, khám phá côn trùng, sinh vật nhỏ, tái chế, chơi dạy đố, đã góp phần tạo nên sân chơi lành mạnh, thú vị cho các em nhỏ. Trung tâm Giáo dục Trải nghiệm Thiên nhiên Naturedance là nơi tạo điều kiện cho các em học sinh từ nhỏ đến lớn có thể đến đây để các em có cơ hội học tập, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên qua những video và mô hình trò chơi và những hình ảnh trực quan nơi đây. Nhờ những hoạt động giáo dục trải nghiệm, các bé đã có thêm hiểu biết về thiên nhiên sơn trà, giúp trẻ hình thành thói quen yêu động vật, bảo vệ môi trường. Qua đó dạy trẻ học cách yêu thương với tất cả mọi thứ và luôn trân trọng bảo vệ những giá trị tồn tại xung quanh mình.